Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất đã khai mạc, nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu là anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, tập thể điển hình tiên tiến và cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, Đại hội cũng biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, làm cho thi đua yêu nước luôn là động lực to lớn, thúc đẩy phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, với chủ đề Đại hội, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.